Nguyễn Duẩn, anh giúp em với, em có con bổi đang thay lông, à, đang đôi tầng mà nó bị teo khô đầu lông, à, đuôi rồi, bị rụng là bị sao và có cách nào khắc phục không anh? Dạ, tất cả những con chim mà các bác để ý này, nó sẽ có mấy cái trạng thái mà một số anh em hay hoang mang, hay hoang mang. Đấy, thứ nhất là anh em, à, một số anh em ấy trong con mộc, à, nhát quá, Đấy, khi sang lồng hoặc là khi mà vô tình ở đấy nó đụng đụng lồng ấy thì con chim nó sẽ nhảy ráo rác và nó hay bị rụng lông máu đấy và bị nhiều quá thì con chim sẽ bị teo lông lại thấy chưa teo lông lại đó là thứ nhất à, cái thứ hai là ở cái ngưỡng là một số anh em chăm sóc người chế độ không đúng và đâm ra con chim nó bị à, kích thích đẩy lông ra nó không được à, đâm ra nó bị khô đầu lông à, cho nên nha một số con chim ấy là nó bị gãy và có một trường hợp hi hữu nhé và em nghi em nghi là con chim của bác nguyễn duẩn ấy đang hỏi em đây là nó nằm ở cái trường hợp đấy có một số con chim cực kỳ hung cực kỳ hung và vô tình các bác nuôi ở trong nhà ấy, các bác để bên một con chim ở đấy nó tức và nó kỵ con chim đấy thấy chưa và nó sẽ 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 tức lông của nó thấy chưa và điều này một số anh em không biết à, và hay bị dụng lông lác đác mà nhiều lúc anh em để ý con chim là không giật mình nhảy và nhiều anh em kỹ ấy, tức là để con chim ngủ ở bên mình luôn đấy à, tức là người ta sẽ treo con chim gần gần mình luôn à, để người ta tôi dõi nhưng mà không nhảy không giật mình không này cả nhưng vẫn dụng lông máu đó là nguyên nhân con chim nó tức à, nó bẻ lông bác Nguyễn Duẩn nhá à, cho nên là bác phải theo dõi cho con chim này ở ba cái ngưỡng như thế nào và nếu như bác biết được thì em sẽ hỗ trợ cho bác tiếp theo bác Nguyễn Duẩn nhá À, khai mai à, nay xin thọ giáo bác hai câu một nên cắt móng sau khi tắm hay trước khi tắm ạ à? hai đang nuôi lông thiên điều ca chăm lửa cho ăn bền lực được không bác ok bác khai mai em sẽ trả lời cho bác hai câu câu hỏi này để mà cắt móng một con chim ấy chưa để mà cắt móng một con chim thì à, cắt móng này lột bốt này đó là hai cái trạng thái gọi là người ta gọi là nằm neo con chim ấy là khi con chim bắt đầu hoàn thiện bộ lông và khi các bác thả lực được chưa đó là thời điểm các bác làm neo con chim lột bốt cắt móng là chuẩn chỉ nhất ok chưa để bước vào một cái mùa lửa bước vào một cái giai đoạn à, thăng hoa những chú chim thi những chú chim cà phê hoặc là những chú chim bổi à, mình có dàn và thì cái thời điểm con chim nuôi một mùa lông ra nó dài móng rất là đơn giản rất là nhiều anh em bị thấy chưa có con thì nó quăn queo móng này, có con thì nó chỉa thẳng xuống này, rồi có con thì nó quẹo tùm lum hết. Đấy, đó là cái trạng thái gọi là móng dài, Đấy, bác khai mai. Vậy thì, à, thời gian mà con chim mình thả lực, đó là thời, thời gian lột bốt cắt móng, và cắt trước tắm hay sau tắm, thì em xin thưa bác là nên cắt trước khi tắm. Bác nghe rõ nhá, à, bác khai mai nhá, nên cắt móng trước khi tắm, được chưa? Đấy, tốt nhất là bác ta, bác... À, cắt ở cái thời điểm gọi là sáng sớm và 8 9 giờ được chưa? Buổi sáng bác cho bác cắt móng và bác thả nó lại một thời gian và bác tiếng cho nó tĩnh con chim lại, trưa bác tắm rửa là con chim nó trở lại trạng thái bình thường. Được chưa? Ok cho bác khai mai. Thứ hai là cái câu hỏi là bác nuôi thì đầu ca trăm lửa bằng thị bền lực được không bác? Và em xin trả lời luôn là được được chưa? bởi vì thiên điều ca và bền lực nó là một dòng của một hãng cám hiền bảo khánh được chưa? và cái bền lực là một dòng lượng cám mà nó có lượng đạm cao hơn và mạnh hơn so với thiên điều ca được chưa với em thì bác nên xem xét nếu như mà bác cảm nhận mà con chim ăn thiên điều ca mà đang phù hợp thì bác cũng không cần thiết là phải đổi lên bền lực bác chỉ cần ăn cho toàn ăn thảo dược để kích từ đó lên là ok rồi bác khai mai nhá còn đổi qua bền lực thì nếu như con chim nó không hợp với thiên điều ca thì bác có thể đổi qua bền lực và tiếp tục trộn với dưỡng thể à, hạt thảo dược là được nhá Trương Huy, anh lập cho em hỏi chim non lên má đỏ nên ra dàn học giọng không ạ? À? à? cái này điều này không nên nha. Bác Trương Huy, anh em hạn chế cho chim má trắng mà đang thay lông nó má đỏ, hạn chế cho ra dàn. Tốt nhất là anh em có một con chim thầy, đặc biệt là một số anh em nuôi chim bạch. Đấy chưa? Thời điểm, cái thời điểm mà con chim xấu nhất của cuộc đời con chim mà vòng tròn cuộc đời nó, thời điểm con chim xấu nhất là thời điểm má trắng đấy, tức là nó gọi là lông máu, lông sữa đấy. Để nó thay lên má đỏ thì khi mà con chim bắt đầu lên má đỏ đó là con chim mới cực kỳ đẹp chỗ mã và phát tướng gọi là một chim đẹp đấy cho nên là em đã từng nói với nhau là con chim mà thời vòng đời của nó xấu nhất đó là thời điểm con chim má trắng đấy chưa con chim má trắng nó nhảy nó gãy lông đuôi lông cánh tùm lum hết Bác chứng huy nhá cho nên không nên đơn giản để ở nhà cho học giọng nha à, siêu lợi nhuận à, từ vấn chứng khoán bác chăm hỏi người chim với uh, cứ hay rung rung cánh mà rung bị sao không sao cả à, bác siêu lợi nhuận nhá không sao bác yên tâm về nghe lời em em hỗ trợ bác không sao cả đó là bản chất của con chim và với em đây là những con chim thung à, già rừng và những con chim dữ à, cho nên là nó à, với cái bản chất của nó thì nó sẽ hay ngủ ở trên cống nước và nó bị cảm lạnh tương thời ở à, trên không sao cả nhé chiến minh lê anh cho em hỏi em pha một, một gói hiển một một gói hiển một gói hiển 2 và một hạt cào cào thì chim có lên lượng ổn định được không nhờ thầy chỉ giúp dạ cái hạt cào cào này ấy, thì nó vô hình Nha, bác chiến minh nhé về cái tỷ lệ pha thì bác nên hỏi về nhà sản xuất tại vì cái hạt cầu cào ấy thì mỗi hãng nó có một cái lượng khác nhau Đấy, có hãng ấy thì nó làm hạt cầu, cầu cào một trăm phần trăm cũng có hãng thì nó lại pha đủ thứ vào à, nó pha gọi là những như kiểu là à, nào là sắc tố này nào là cái vân vân và bên mây nói chung là về nguồn dinh dưỡng ấy à, bác chí bên lên nhé cho nên cái hạt cầu cào thì em không có nắm rõ được à, mỗi hãng khác nhau thế nhưng mà ấy nếu như cái hãng mà một các bác dùng mà nó nếu như mà mà mà, mà nhà sản xuất người ta ghi trên bao bì ấy mà một trăm phần trăm cao ấy thì nó khác Còn một số hãng thì nó lại trộn à, đâm ra là à, cái hạt cầu cao thì nó vô hình à, đâm ra để pha trộn với dòng hiển thì rất là khó tại vì bản chất hiển hai nó đã là dòng dòng cắm mạnh à, bác chế bên lên nhá à, tốt nhất đối với em thì bác nên pha hạt thảo dược thì nó dễ điều hơn à, bác chế bên lên nhá Trịnh à, bông anh chấm hỏi con chim của em sổ giọng bình thường nhưng lâu lâu lại có giọng luyến và xoắn nữa có phải chim yếu lửa không anh dạ không à, vấn đề yếu lửa hay không là không có quan trọng tại vì không con chim nào mà yếu lửa mà sổ giọng xoắn được cả à, các bác ạ à, à, thông thường kể cả con chim già rừng hay là con chim non khi yếu lửa là nó có các giọng ví dụ như giọng bầy này ra tông nhưng mà tông ngắn hơn không lực được chưa còn khi con chim mà nó đã đứng một mình mà nó tự tuôn tông ra và đặc biệt là chim quảng nam đà nẵng ấy thấy chưa đấy hoặc là chim huế đấy. hoặc là chim tương dương nghệ an đó là những vùng chim mà rộng dài đấy mà ở ngoài bắc thì một số vòng chim với chim phú thọ này hòa bình này cao bằng đấy, đó là một vùng chim mà rộng rất là hay thì nó sẽ đẩy tự đẩy tông được và nó xoắn thì đại đa số này nó có chim già rừng Bác chính bông nhé à nguyễn tuân anh cho hỏi để nhận biết con chim vọt lửa và cách điều lửa em cảm ơn anh nhiều ok bác nguyễn tuân nhé những con chim bị vọt lửa đó là các, các bác để ý ấy, là ra dàn các bác móc con chim là nó quánh liền Đấy chưa quánh rất liền quánh, quánh bốc lửa luôn đấy nhưng nó quánh khoảng chừng 30 phút 45 phút là bắt đầu tự xìu à, mất bộ mất hình thể và quay ra chỉa lông à, không đấu nữa bác nguyễn tuân nói đó là những con chim bọn lửa và nó lửa ảo đấy chưa và thì để điều lửa nó chỗ đấy thì bác nên thay, thay đổi về chế độ thay đổi về cách chăm thứ nhất là nên tách riêng ra thứ hai là vừa tập lực vừa phơi nắng thứ ba nữa là hạn chế trùng lọc và thứ tư nữa là nên thay đổi về dòng trái cây thứ tư đó là các bác nên tăng cường cả cà rốt, chưa? nên và chuối ấy, thì các bác ví dụ như tốt nhất một số anh em mà chơi chuyên nghiệp ấy là người ta sẽ duy trì chuối vào buổi chiều, hiểu chưa? duy trì cho buổi chiều và cái cách điều lửa này thì các bác cố gắng chờ em à, khoảng ít hôm nữa em sẽ à, rời các chiến binh về nhà mới, thấy chưa? giờ các chiến binh về nhà mới, nhà mới ở lô đất của em ấy thì em sẽ có không gian và em quay cho các bác tường tận à, cái cách điều một con chim đặc biệt là trong chim đấu trường và cái câu hỏi của bác nguyễn tuân đây nó nằm ở cái 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 tư đề đấy à, cho nên là em sẽ trước mắt thì em sẽ bật mí cho bác nguyễn tuân trước là nên phải thay đổi về trái cây phải thay đổi về chế độ và không được trùng lòng nó nha hạn chế trùng lòng được chưa à, các anh bác đã cố gắng chờ em à, tại vì hiện tại thì em đang cho họ thuê cái nhà đấy để họ họ trú bão à, trong mùa mưa À, đâm ra là ít hôm nữa thì họ sẽ sẽ trả nhà cho em và em sẽ di chuyển các chiến binh về đấy để em à, tập lực cũng như là phơi nắng đưa vào chế độ và sắp vào mùa giải mới. chắc nói thì nói thì nói thì nói là nói hơi gọi là hơi quá gọi là mùa giải mới của em. Thế nhưng mà à, sắp tới đây thì em sẽ lui lại ở các đấu trường lớn em hạn chế đi. À, các đối tượng lớn chủ yếu là ở lại để phục vụ với anh em đam mê, đặc biệt là những anh em mới chơi, những anh em mà đang còn non yếu về kinh nghiệm, những anh em mà đang còn cầm những chiến binh hay mà chưa biết cách khôi phục, chưa biết cách điều lửa và chưa biết cách để nâng tầm chữ binh mình lên, à, đang còn gọi là à, quá non, mặc dù là cầm những chiến binh cực kỳ hay, cực kỳ đẳng cấp, à, nhưng mà chưa biết đó là chim hai nhà chim dở, thì em sẽ là người ở lại và đứng lại và sát cánh cùng với anh em nhé.